sâu. Nó thơm phức luôn mà nó sâu rồi. Khoan khoan để con lấy dao chặt cho. Còn được muối nào không? Được cái mẹ. Trời ơi, ngon lắm chứ bộ. Ngọt dữ thần lắm á. Mẹ kìa tôi. Đồ nó vàng tươi luôn cả nhà ơi, ngon lắm luôn. Ý. Cái nhà ăn mít nha. Ngọt không? Ngọt. Dữ không? Ngọt ngay luôn á. Cái này đúng rồi. Sao giọt cái đầu của mày? Uống đi. Ừ, ngọt nhất ngọt luôn. Ăn được chứ bộ. Ngọt dữ luôn mẹ. Ừ. Nhưng mà cái màu mít không không đẹp bằng cái mít cây mít kia ha. Mít hồi lần á. Ga này ngon nè. Ga ngoài ấy cho chỗ coi mẹ. Đây ngoài đây. Ra đây ngoài trẻ khúc này đó. Đi ga phát. Ngồi sụp mà luôn. Đây nè. Lại có dưới đây giờ. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Nhỏ chứ. Nhỏ chứ anh ta có vỏ chứ bộ. Sao vậy chứ không còn ăn được. Sao ngon chứ bộ. Ngọt lắm. Ngon 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 ngọt. Trời đất ơi. Ăn hết muối nữa hả? Hả? Hay quá ta. Ngon lắm. Ngon. Ngon ăn đi. Ngon hả? Để ngoài trẻ nha. Không nó ngọt ngọt lắm. Ngọt ngọt. Ngọt ngọt. Chua chua. Chua luôn mày chua. Ngon ngon lắm, ngọt ngọt. Cục. Bỏ hộp nha. Mít cả nhà. Ngọt 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 thiệt. Ngọt thanh luôn á. Ngọt ngon thiệt chứ bộ. Không có cá ăn. Ngồi cho nó ăn mấy sâu nè. Nó lấy cái bịch nó chùi mũ. Bịch kìa. Nó lấy ra. Nè, ti nó sâu với nó nhỏ nhưng mà ở trong nó ngon lắm luôn. Nhưng mấy cái miếng nào mà ăn được con ăn được nó ngon lắm luôn á. Nè, cái muối này nó chà bá luôn nè, nó ngọt lắm luôn á. Mít nó ngọt rồi đó giờ. Bên trước nó có rụng trái nữa kìa mẹ. Trái nào nữa? Nãy ớt chín đó nó rụng. Đó trái là chà bá rồi. Ừ, ngon. Trong diễm mi nó có dừa. Này ăn dần dài muối là ngán luôn á, nó ngọt dữ. Không gì nó bẻ tay rồi. Ngon quá. Ngọt cay luôn. Đang hồi thở không nổi nữa. Giờ sao mệt quá. Ăn. Được được cá ăn rồi. Cá ăn hả? Đây gần câu đây.
móc cho miếng mít. Mất công nữa trời. Đỡ. Vịt này ha, ở chung ở đâu mà nó bự quá vậy? Con này hả? Ừ. Con này với vịt mua ăn thịt. Ừ. Hổm ốm nha, thả con này nó đỡ đỡ. Một con đó của bà bé cũng cũng ốm nhách bà gửi. Nè, con này ăn gần nè. Bự chảng. Đi về quê chăn vịt nha cả nhà. Thỏ nè cả nhà cha nuôi được. Mẹ con hỏi ra, con hỏi mẹ nó ra không? Nó đẻ này đẻ được 10 ngày chứ mẹ, thấy cưng lắm luôn nè, thấy không? Đó. Mấy con này nó đẻ cái gì vậy? Một lông. Trời ơi cái lông nó thấy cưng cái sợ luôn á kìa chèn. Mới có 3 ngày 4 ngày 3 ngày. Đã quá à, thấy cưng cái sợ không? Cái lỗ tai kìa nhỏ cái con nó chưa mọc lông hả? Con đó đẻ trước lá bữa đó, đêm đó mày. Con này nó đẻ bằng ngày, con đó cũng mọc lông mà ít, làm như nó đông lâu nữa. Còn ông này sao mà nó không đẻ rồi. Bên đây mấy con mẹ? Đây con này thọ đẻ được 5 con, bộ hết rau nó ăn rồi, sáng cha không đi bứt trời. Để chút đi bứt rau về cho nó ăn. Đi 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 đi. Nên người bắt cặp. Ơi, bên đây đẻ được 5 con. Thôi tao coi thấy cưng nó sức không? Nhỏ xíu à. Bắt thỏ. Y nè, chả nè, chả nè, chả nè. Chả chả. Chả chả chả. Có con bên đây nữa. Đừng bắt đó, con ơi. Ê, có con bên đây nó bự rồi nè. Ôn. Hả? Không để ơi. Thôi không bắt được. Bữa nay đi cút vòng đào vòng lên trồng cải nha mọi người. Cô gái bữa nay đi làm rẫy nha. Trồng cải ăn Tết nha. Này cào lên biết xong cái bỏ phân lên. Đi trồng rẫy mà mặc đồ sang nó sợ không? Đó, đẹp chưa? Đây là cải mừng dưa. Đây là bỏ phân nè, bỏ lỗ rồi đập cải mừng dưa. Ừ. Trồng nhỏ ăn nhỏ, trồng lớn ăn lớn. Mua không? Mua. Một cây cái gì? Tết mua mấy chục. Chục cái gì? Đặt trước nha.
mới đưa tiền trước là 50 ngàn đây. Này cải mình mua người ta bầu sẵn rồi về mình trồng. Ờ. Phân này phân cứt bò hay gì trời. Kiếm cứt bò đóng ra. Bò mới tốt. Bàn tay gì đây đi trồng gãy hay gì đây bắt trồng gãy nè, chịu không nổi luôn. Trồng bầu thôi, bổ bầu đó đập đó ha. Tối nay điện mét à. Trồng này là Tết ăn được rồi nè. Có canh mấy bắp mấy gọi để tăng cái đậu. Ớn quá mẹ ơi. Gì? Giữ cái cải mới đây mọc trà bá vậy hả? Hello, xin chào cả nhà nha. Bữa nay đi ra hái cái dây phai này nè. Cái giái phai này vô chiên nha. Nè, không? Ủa, không trái nhiều lắm mà chị kia mới hái rồi. Hay ngon xíu rồi. Cái giái này nè là mình nấu canh ăn cũng ngon lắm á. Hầm nấu cà ri ăn cũng ngon lắm. Nay đem vô chiên chấm tương ớt ăn. Cái này nó nhỏ chứ nó già. Gỗ đâu? Trời chàng ơi. Dạ ba. Chị. Đây nè. Đâu? Đây nè. Nhanh lên. Ôi mẹ ơi. Bên đây con trái nè mẹ. Ừ kìa. Mắn cầu mẹ. Ấy gỗ kìa ơi. Ồ cái trái này. Mô Phật.
như đi ăn đã rồi luôn. Dạ. Ồ, nhóc luôn một gỗ luôn. Mà không thấy còn mấy trái kia ngon dữ. Hay quá trời. Đạp cãi kìa. Ốc chết.